huyền thoại Athut Chanzen, cha đẻ của loa tĩnh điện. Athut Chanzen là một nhà vật lý ứng dụng điển hình bởi ông đã tạo ra rất nhiều phát minh trong suốt cuộc đời làm khoa học. Tuy nhiên, đa phần mọi người biết đến ông với vai trò là người chế tạo loa tĩnh điện có tính khả dụng đầu tiên trên thế giới. Ông Chanzen bắt đầu quan tâm đến loa tĩnh điện trong thời kỳ tham gia dự án nghiên cứu hiện tượng âm học dưới nước do Hải quân Hoa Kỳ và Đại học Harvard cùng phối hợp thực hiện trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra. Với vai trò là phó giáo sư, làm việc trong phòng thí nghiệm Harvard, vai trò chính của ông là phát triển công nghệ ống nghe dưới nước bên cạnh hệ thống xử lý và kiểm soát tín hiệu có tác dụng phát hiện và ngắm chuẩn âm thanh của tàu địch. Vũ khí này được dùng để chiến đấu với tàu ngầm của quân Đức Quốc xã, tấn công quân đồng minh và tàu của dân thường. Để triển khai dự án, cần phải có bộ tạo sóng âm thanh có độ chính xác cao. Vì mục đích này, ông Chanzen đã phát triển ra bộ tạo sóng âm thanh tĩnh điện. Ông đã sử dụng những nguyên tắc vật lý quen thuộc để phát minh ra công nghệ này. Ông Chanzen tin rằng công nghệ tĩnh điện vốn có độ tuyến tính hơn nón loa. Vì thế, ông đã chế tạo ra mẫu thử loa tĩnh điện có màng trắng bằng chất dẻo, trong đó có lớp ngoài dẫn điện đã qua xử lý. Mẫu thử này đã củng cố niềm tin của Chanzen về khả năng của loa tĩnh điện bởi nó thể hiện độ tuyến pha và biên độ rất ấn tượng. Chanzen rất phấn khích với kết quả thu được, nên ông không ngừng nghiên cứu và phát triển các công nghệ loa tĩnh điện. Không lâu sau, ông nghĩ ra phương pháp cách nhiệt stato để ngăn hư hại cho loa do hiện tượng phóng hồ quang. Để nâng cấp nguyên mẫu loa tĩnh điện, Athut Chanzen đã dành rất nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm nhỏ do ông tạo dựng tại căn hộ của mình. Trong đó, những sự động lực chính cho sự miệt mài này không nằm ngoài tình yêu âm nhạc cũng như các nguyên tắc vật lý thú vị với mức độ tinh vi của loa tĩnh điện. Những cuốn sổ tay của ông lưu lại rất nhiều những dòng ghi chép, các ý kiến hay bất chợt nảy ra những phỏng đoán, minh chứng, các kết quả thí nghiệm và kết luận được. Tuy nhiên, thời điểm đó thiếu hụt các vật liệu phù hợp cho màng rung, nên tạo ra một mẫu loa có tính ứng dụng cao là điều không thể. Chính sự ra đời phát triển, ứng dụng của chất liệu, màng chất dẻo đã mở ra những cơ hội cho ý tưởng sáng tạo của ông Chanzen. Vào đầu năm 1950, vẫn tiếp tục công việc đang thực hiện ở dự án Harvard, Chanzen đã chế tạo được loa Twitter tĩnh điện có khả năng ứng dụng cao với tên gọi là Chanzen 130. Cũ loa này thiết lập tiêu chuẩn mới để tái tạo tần số cao. Chanzen 130 kết hợp rất ăn ý với loa trầm tốt nhất thời đó, Acoustic Research AR1, và tạo thành hệ thống loa được nhiều người chơi âm thanh ưa thích vào những năm 1950. Vào năm 1954, khi ông Chanzen tự tin có thể bán tốt các loa do mình chế tạo, ông đã thôi việc tại Đại học Harvard và thành lập công ty thí nghiệm Chanzen tại Bắc Cambridge, bang Massachusetts. Tại hội nghị thường niên lần thứ 6 của Hội Kỹ sư âm thanh diễn ra ở New York tháng 10 năm 1954, ông đã trình bày bài diễn văn Sự phát triển của loa tĩnh điện. Sau đó, bài diễn văn này đã được đưa vào số tháng năm 1955 trong tập san của hội. Ông Chanzen cũng là người phát triển loa tĩnh điện toàn giải đầu tiên trên thế giới với thiết kế công nghiệp mang tính đột phá do kiến trúc sư William Buxton thực hiện. Ông đã cho ra mắt mẫu thử nghiệm vào đầu năm 1957. Những mẫu thử này được những phản hồi rất tích cực và Chanzen Lab bắt đầu xuất xưởng phiên bản đầu tiên vào năm 1959. Với sự phát triển này đã thu hút sự chú ý của hãng KLX. Vào năm 1960, thiết kế của ông được hãng KLX quảng bá và đưa ra thị trường với tên gọi KLX Model 9. Mặc dù hãng Quad của Anh ra mắt loa tĩnh điện toàn giải danh định vào năm 1957, song KLX 9 vẫn cho thấy độ rộng giải âm trầm lớn hơn với khả năng tái tạo âm thanh với âm lượng lớn. Trong khi đó, loa Quad nguyên bản có độ động rất hạn chế. Trong năm 1959, tài sản của công ty thí nghiệm Chanzen được chuyển giao cho KLX. Ông Chanzen giữ chức vụ phó chủ tịch công ty. Trong khi hợp tác với hãng KLX, ông Chanzen đồng thời có những đóng góp cho thiết kế KLX Model 8, vốn thường được mô tả là radio đặt bàn âm thanh trung thực cao đầu tiên trên thế giới. Và không lâu sau,
huyền thoại KLS 9 ra đời. Các thiết kế loa tĩnh điện lần lượt ra đời. Phải đến loa COS hay còn gọi là Acoustic X, loa kế nhiệm đắt giá của KLS 9, tích hợp hai bộ khuếch đại và ERC hay còn gọi là ER139. Trên thực tế, đây là thiết kế lai tĩnh điện woofer có thể tạo ra nguồn toàn giải đa hướng ở mức giá rất khiêm tốn. Dự án ERC không hiệu quả về mặt thương mại, song thiết kế này thực sự là một thành quả lớn về mặt công nghệ. Sau khi rời KOS, có một vài thời điểm ông Jansen đã tham gia vào những hoạt động không liên quan đến âm thanh, trong đó có dự án phát triển ngành nghề nông nghiệp cho Mexico do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Mexico phối hợp thực hiện. Sau khi Nesamani ngừng sản xuất vào thập kỷ 1970, tập đoàn Electronic Industries mua lại công ty này và trực tiếp sản xuất loa với nhãn hiệu Jansen. Hiện nay, loa Jansen do công ty thí nghiệm Jansen, công ty điện tử Nesamani và Electronic Industries vẫn có mặt trên thị trường. Bên cạnh đó, con trai của Arthur Jansen là David A. Jansen đã thành lập và điều hành công ty chuyên thiết kế sản xuất loa mang thương hiệu Jansen. Những sản phẩm hiện tại được chế tạo chính xác, trang bị các cấu kiện có độ bền và ổn định cao như trước. Ông Arthur Jansen đã qua đời vào năm 1991, song những phát minh của ông, nhất là loa tĩnh điện, đã trở thành huyền thoại và đóng góp không nhỏ cho quy mô ngành công nghiệp âm thanh thế giới.